Hiện phổ cập phân khúc điện thoại giá rẻ chúng ta có những chiếc máy đi từ Trung Quốc, nhưng dưới 2 triệu thì liệu người dùng có thể mua được smartphone nào hay không? Mới đây thì mình có giới thiệu chiếc Sony Acro Nhật Bản giá chỉ 799.000, còn hôm nay sẽ là một sản phẩm cao cấp hơn, cấu hình mạnh hơn, màn hình đẹp hơn và camera ấn tượng hơn, và thậm chí nó còn có khả năng chống nước mà giá chỉ có hơn 1 triệu đồng. Đó chính là siêu phẩm một thời Sony Acro HD RO03D đến từ Nhật. Sản phẩm này thì được làm hoàn toàn từ chất liệu nhựa, máy có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP57, tức là có thể chịu dưới nước với độ sâu là 1m trong vòng 30 phút. Đây là một thiết bị đã được ra mắt 4 năm, nên đương nhiên về thiết kế thì nó có vẻ đã hơi lỗi thời, máy dày, không sang trọng. Nhưng bù lại thì máy cầm dài dặn, đầm chắc, không chân trượt. Acro HD có màn hình nhỏ chỉ 4,3 inch, giúp mọi thao tác trên màn hình đều dễ dàng, có thể sử dụng một tay một cách thoải mái. Bên hai cạnh sẽ là các cổng kết nối được che chắn cẩn thận. Sản phẩm này còn hỗ trợ người dùng sạc nhanh với đốt sạc rời. Phí chụp ảnh chuyên dụng được trang bị riêng cũng là một điểm cộng cho Acro HD khi chúng ta có thể truy cập nhanh máy ảnh và chụp hình tức khắc qua phím này. Nhìn chung thì Acro HD mang lại sự thân thiện, tính thực dụng cho người dùng. Có thể về thiết kế thì Acro chưa mấy ấn tượng, nhưng bù lại về phần cứng trang bị thì nó thừa sức ăn đứt ngay cả những chiếc máy chính hãng có giá từ 3 đến 4 triệu hiện nay. Đây là sản phẩm giải trí thực thụ có giá rẻ nhất trên thị trường, có thể khẳng định là như vậy. Đầu tiên đó chính là màn hình. Acro HD được trang bị màn hình là 4,3 inch, độ phân giải HD với công nghệ hiển thị HD Reality Display và khả năng chống xước. Màn hình sản phẩm này rất sáng và sắc nét, có thể quan sát dễ dàng dù điều kiện ánh sáng mạnh. Ra mắt được 4 năm, nhưng công nghệ hiển thị màn hình của Sony lúc đó cho đến tận bây giờ vẫn rất là ấn tượng. Màu sắc trên Acro HD hiển thị rất rực rỡ, ăn đứt nhiều sản phẩm tầm trung hiện nay. Về hiệu năng thì Acro HD được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm S3 2x1.5GHz, RAM 1GB và bộ nhớ trong là 16GB. Máy vẫn hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Hiện tại thì có thể nói con chip S3 đã hơi lỗi thời, nhưng về cơ bản những tác vụ thường ngày đều đáp ứng tốt. Có thể xem phim, lướt web, chơi game, đồ họa nhẹ nhàng một cách mượt mà không gặp phải nhiều khó khăn. Với dung lượng RAM 1GB thì giúp máy có hiệu năng cao hơn hẳn so với người anh em là Acro. Với mức giá hơn 1 triệu thì đây là một cấu hình có thể nói là khá tốt so với mặt bằng chung hiện nay. Về camera thì máy có camera chính là 12 megapixel, một số chấm rất là khủng ở thời điểm nó ra mắt. Về hiện tại đây vẫn là một con số ấn tượng, đáng mơ ước cho nhiều chiếc máy giá rẻ tầm 2 triệu hiện nay. Acro HD có hỗ trợ đèn flash LED, chụp trong điều kiện thiếu sáng, máy có khả năng lấy nét tự động và chạm để lấy nét, và có thể sử dụng chính phím chụp ảnh chuyên dụng để làm điều này, cũng như chụp nhanh để đỡ bị zoom. Với số chấm cao cùng với cảm biến máy ảnh của chính Sony thì máy cho chất lượng ảnh tốt nếu so với những dòng sản phẩm cùng tầm giá. Rất nhiều chế độ tùy chọn chụp ảnh cao cấp cho người dùng lựa chọn. Như vậy thì cùng với người anh em Acro thì chiếc Acro HD là một bản nâng cấp về màn hình, cấu hình phần cứng hay camera. Với mức giá chỉ hơn 1 triệu thực sự là một lựa chọn người dùng không thể bỏ qua. Đây là một chiếc máy giải trí đúng nghĩa, thương hiệu Sony quá nổi tiếng về mặt này. Ngoài ra thì máy còn có thể chống nước. Đây là một mức giá quá hời và có thể phổ cập phân khúc smartphone giá hơn 1 triệu. Muốn dĩ ngoài dòng BlackBerry cổ thì chúng ta chưa có một chiếc máy nào thực sự xứng đáng. Và hiện tại diện thông minh với những sản phẩm Acro HD được nhập về đều là máy mới trần, không hộp. Hệ thống cũng áp dụng chương trình đặt hàng dành cho các bạn với mức giá chỉ 1.390.000 để sở hữu Acro HD tặng kèm sạc cáp chuẩn của Sony. Thông tin đặt hàng chi tiết thì các bạn có thể điền vào form trong phần miêu tả dưới video này, hoặc có thể gọi điện đến tổng đài 1900 6815, cũng như qua trực tiếp các showroom của Diệm Thông Minh trên toàn quốc để được tư vấn kỹ càng nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.